Cuộc đời vẫn đẹp sao? Lưu bị Bát trộm mất xe máy. Đúng là chỉ mỗi Bát mà phá nát cả thủ đô, quê từ bến chợ lên tới tận trung tâm Hà Thành. Ở quê thì là Bát họ bể toe loe, nhưng lên đây lại trở thành Bát quái, quậy tung cái ổ lợn nhà Luyến, quậy sang sạp hoa quả ở chợ, rồi bám đít theo Thạch chở trò tìm bà Tình đòi tiền. Chưa hết, Bát tiếp tục tìm anh Lưu rồi trộm chiếc xe máy, vừa để tiêu tiền vừa để trả thù cho bỏ tức. Đúng là Bát này là loại Bát quái ba đầu sáu tay, ở đâu cũng la liếm, có mặt gây chuyện. Sau khi bị chị Luyến thuốc cho một bữa đi ỉa chẹt đít rồi bị đuổi khắp phố phường Hà Nội, thì Bát lại trở lại và càng lợi hại hơn xưa. Đầu tiên là Bát bám theo Thạch, ca cơ của bố Lưu, hòng tìm cách ra tay để kiếm miếng. Sau đó lại la liếm tìm đến bà Tình thay mặt gia đình và dòng họ, đòi lại công lý công bằng cho chị gái, đòi bà Tình phải trả tiền công chị Luyến bấy lâu nay đã trả nợ cho chồng và nuôi bà. Không may lại gặp ngay đúng bà Tình cứng cựa, Bát may chuẩn nhanh không lại bị phang mấy đòn gánh vào mặt. Rồi một hôm đang lê lết đi trên phố thì cái thủ đô này nó nhỏ và chật hẹp thật. Bát lại thấy ngay anh Lưu đang làm bảo vệ tại nhà nghỉ, chuyên phụ trách xếp xe dắt xe. Sẵn cái thói thù lâu nhớ dai, lại bị mấy lần anh Lưu bạt tai rồi bắt tại trận, khiến Bát nhục mặt chạy như chó. Lại thấy tên đại gia áo hoa kia cũng xuất hiện rồi cười cười nói với anh Lưu, Bát quyết định ra tay trả thù cả hai một vố. Còn về phần anh Lưu thì sau khi mong ước đổi đời, anh nhận được một công việc nhàn hạ oách xà lách hơn, nhưng Lưu lại cảm thấy đầy khó chịu khi suốt ngày phải ngồi ì một chỗ, rồi lại văng vẳng bên tai tiếng bạch bạch. Cái âm thanh vừa gây khó chịu cho màng nhĩ lại vừa gây ức chế cho màng óc, nên Lưu đâm ra chán nản. Đang lúc ngồi nghĩ bâng quơ hay là nghĩ việc, một thoáng mất cảnh giác thì Bát đã ra tay. Hành tẩu giang hồ nhiều năm nên cái xe SH, Bát chỉ lắc lắc đúng mất 10 giây là phóng xe đi vèo. Nghe tiếng máy nổ, anh Lưu ngoái lại nhìn thì thấy dáng ai như dáng thằng Bát đang cưỡi chiếc xe đi tít cuối phố. Lưu hơi ngờ ngợ nhưng rồi cũng kệ mẹ nó, chả liên quan đếch gì tới mình. Rồi đến lúc ông khách chạy ra bảo Lưu dắt xe máy thì mèo thấy xe đâu mà dắt nữa. Vậy là Lưu tá hỏa hốt hoảng đi tìm. Thôi chết mẹ rồi, vậy lúc nãy thằng Bát đã chôm mất mẹ cái xe. Lưu vội vã cuốn gói đi tìm thằng Bát. Phen này mà tìm được thì ông lột da ăn gỏi mày ngay, Bát ạ.